Hello, 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 hello tất cả anh em nhá. Ôi, tốt lành may mắn anh em ơi. À, ốm rồi anh em ạ, ốm. À, hôm nay ốm nhưng mà vẫn cứ phải là lên live ngồi cây sò với anh em đây. Tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ may mắn nhá anh em nhá. Mình làm tí du long nữa nhỉ? Làm tí du long nữa rồi anh em ta làm tí sò sau. Đây. Sếp này có kéo xe được không anh? Sếp này kéo xe được được nhanh Nguyễn Phát ơi. Buổi tối đầu tuần vui vẻ nhỉ, nhỉ bác Mạnh ơi. Cảm ơn bác Nguyễn Đình nhá. Hello tất cả anh em đang xem livestream của em buổi tối ạ. Một like, một chia sẻ, một bình luận đều là miễn phí hết anh em ơi. Anh em ta tương tác chào nhau một câu được không ạ? Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây, tôi đang đi tí du long đó anh em ơi. Làm tí chiến thư du long còn là xong là mình nhảy sò sau. Một like, một chia sẻ, một bình luận để mức phí hết anh em ơi. Anh em ta chào nhau một câu buổi tối được không ạ? À? Yêu anh em rất nhiều. Hello bác Nguyễn Trần nhá. Đàm mạnh đấy cho con, cái con thiên vương nó đàm to lắm ai. Thiên vương thương này nó đàm tăng theo lực tay ấy. Hello bác Ba Dương nhá. Hello bác bác Nguyễn nhá. Đại lý làm khi bảo là không làm cho admin mà làm cho mạnh mình không hiểu. Đúng rồi bạn ơi. Anh em làm qua mình thì anh em sẽ được nhiều phần trăm hơn chỗ của admin nhá bạn nhá. Hôm nay lại phải nghiện là mày. Hôm nào cũng nghiện mà. Hôm nào mạnh cũng nghiện chứ có phải là không nghiện đâu. Hôm nào cũng nghiện. Anh em nếu mà có chơi sản phẩm mới mà có làm ấy thì anh em sẽ làm qua chút mạnh sẽ được nhiều phần trăm hơn của chú admin nhá. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ may mắn được nữa. Còn là mình sang xem phẩm mới làm một tí đại lý xem nào có ổn không, kiếm thêm một tí tiền nữa mua thêm tí sữa cho con mà anh em. À, chỉ được cái tiền anh em làm thôi, tiền khuyến mãi không được anh em ơi, kể cả làm admin cũng thế, anh em chỉ được cái phần khuyến mãi riêng thôi, còn đâu cái mốc lạp thì kể cả làm admin cũng thế. Ví dụ nhá, anh em làm 100.000 ở chỗ admin được 140.000, làm chốt mạnh được 100.000, 144.000, nó chỉ tính cái số tiền gốc của anh em không được khuyến mãi là 100.000. Đấy, khuyến mãi của anh em chỗ admin là 40% nhưng chỗ mạnh là 44%. 100 tiền gốc nên vẫn vào mốc lạc nhé anh em nhé. Mạnh là qua chốt mạnh thì hơn chỗ admin được cái là 4%. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn nhé anh em ơi. Vẫn tính vào mốc lạp nhưng nó không tính cái khuyến mãi, kể cả chỗ anime cũng thế, cái khuyến mãi của em cũng không tính vào mốc lạp luôn. Mình chỉ tính cái tiền gốc của mình thôi. Ví dụ mình bỏ ra 100 mình nạp thì 100 đấy nó vẫn vào mốc lạp, còn đâu là 44% kia thì là nó tính là kim nguyên bảo nhé anh em nhé. Nó không tính vào mốc lạp cái khuyến mãi đấy. Được cái lực tay của con thiên vương thương này nó đam to. Đúng không, con nào đấy đàm to dã man. Còn chân nguyên thì còn chưa ăn đấy, còn chân nguyên lắm. Thank you.
Hello tất cả anh em nhé, buổi sáng tốt lành em buổi tối tốt lành may mắn nha anh em nhé, buổi sáng tốt lành may mắn chết thôi. Like và chia sẻ một bình luận tất cả đều miễn phí hết anh em ơi, anh em ta tương tác chào nhau câu được không ạ? Chưa lên vô song à? Anh Hello Zinê nhá, không lên được vô song Zinê ơi. À, bây giờ lên vô song giá nó căng quá nên được. Giờ túc tắc úp dần thôi anh em ơi. Cuối tháng này là có server mới rồi nhé anh em ơi. Anh em cuối tháng là ai chơi server mới thì chiến cùng mạnh luôn nhá. Không biết được ngày đêm ốm mà ốm mày chiến ạ. Tôi đang bị cả kiểu như là virus đấy, covid đấy. Dính đợt này đợt hai đấy. Như cái đợt đầu tôi dính covid, người nó cũng la lả, gai gai sốt. Nó không phải là mệt hẳn, nó kiểu như cái lúc mà anh em mình mới tiêm vaccine xong ấy, vaccine covid xong ấy, người nó cứ gai gai sốt sốt. Mệt nó không mệt hẳn mà nó cứ kiểu giờ giỡn ương. Ngồi nghỉ cũng không nghỉ được, rồi tốt nhất lại lên live ngồi đây tâm sự với anh em, chém gió với anh em tí cho nó đỡ mệt, cho nó quên đi. Chúc tất cả anh em một buổi tối vui vẻ may mắn nha anh em ơi. Đợt trước mình dính một lần rồi, đợt này lại đi, đợt này nữa lần thứ hai đấy. Du Long phải toàn đi cùi quá. Em nhận say sò à? Ôi em đang bị cái triệu chứng này kiểu dính covid anh ơi. Ngày xưa nhớ đi Tống Kim vui như đông như quân nguyên, gần gặp mấy ông vua xong như này đánh răm ba cái bốc hơi. Ôi mình cũng thích cái chí tôn vua xong lắm ấy, nhưng mà không lên được anh em ạ, thật không có lực để lên nữa. Không sao đâu bạn, uống thuốc cảm với tăng C vào. Bạn ơi, giờ tôi đang uống ấy, vợ nó cũng đầy đủ chăm sóc, nó còn là gì cho mật ong với gừng nó uống ấy. Nói chung là giọng mình cũng kiểu hơi rát rát họng hơi rát rát, người nó hơi gai gai sốt thôi, nhà vẫn ngồi quay sò được và vẫn cứ ok. Lời bác Charlie Bùi nhá, lên một xong cần phải mắc ấn, mà cái ấn là cái tốt nhất. Chuẩn rồi. Hello bác Lương Du Hiền nhá, béo qua ca một thời anh Liệt chuẩn luôn. Hello Lặng Hùng, hello Hoàng Thanh Tùng nhá. Tẹo nữa anh ơi, em làm tí Du Long đã còn có 7 lần thôi, nghỉ hết tí Du Long rồi đang làm tí sò. Không vào cái huyền tinh 10 kia nhỉ. Test thì bác em cũng tự dùng sốt xong, chỉ hôm trước hôm sau test hai cái bệnh càng đét. Em nếu em cũng định test thì một thôi, em để mai kia xem. Thì em tính em cái triệu chứng này nó không khác gì cái triệu chứng của em trước em bị, mà em trước em bị covid một lần rồi em biết rồi. Em nghĩ là mình dính. Server có bao nhiêu vô song vậy? Server hiện tại có mỗi một vô song thôi bác Đức Thiện thôi. Đang lúc ốm này phải bảo vợ bớt đánh lại, khỏi rồi đánh tiếp. Ok bạn ơi, ok vừa lúc hết Du Long này. Hết số lần Du Long luôn. Rồi để ra ngoài này. Hello bác Ngọc Thái, em về Thiên Vương lâu lâu lắm rồi, giờ bác mới quan tâm, anh em chán bác thật đấy. Hôm nay tôi cưỡi một con ngựa mới, tôi lên Hoa Sơn. Hôm nay tôi cưỡi ngựa xanh anh em ạ. Hôm nay tôi cưỡi ngựa xanh xem nó phong thủy có khác không. Ông ý là đầu tiên là con em bị rồi, mấy hôm trước con em nó bị sốt rồi, xong con em bị mấy hôm nó khỏi, xong là đến lượt vợ em được bị mấy hôm cũng khỏi, bây giờ đến lượt em. Nhà có 3 người thì em là người bị cuối cùng. Hai vua xong rồi bạn ơi, Hoàng Dung mới lên nhé. Đúng rồi, quên đấy. anh Hoàng Dung anh mới lên giờ mới nhớ, ở bang mình đúng rồi, hai vua xong quên mất. Vậy là bây giờ người đang mệt mệt chẳng nhớ gì, giờ chỉ nhớ mỗi cái là lên live rồi quay sò mà nhớ anh em thôi thật. Nhưng hôm nay thật sự anh em là người cũng gai gai mệt thật, nhưng thôi nhớ anh em quá, nhớ anh em kiếm thế quá, phải lên ngồi quay sò ngay. Cũng mong được sự ủng hộ của tất cả anh em nhé. Làm tí sò đã rồi tính tiếp. Lần cuối xem đang làm an nhẫn. Ôi giời ơi, thế bác bỏ em lâu lắm rồi. Bác ghét em hay sao mà bác bỏ em lâu vậy? Tớ vừa tạch 4k lại là bạn à, bạn lại lại
lại góp cho anime này. Đây tôi 4k đây, tôi tổng số ngày tôi lên 17 lần rồi bạn ơi. Mẹ bóng quay đéo quay quay lâu thế. Có mà nhớ 6 sao với 25 dương nhỏ. Anh em cứ nói thế, nhớ anh em thật mà. Anh em tin mạnh đi. Nhớ anh em dã man luôn đấy thật. Một like, một chia sẻ, một bình luận đều là miễn phí hết anh em ơi. Anh em giúp em một tí ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thích xem quay tàu kịch tính. Đúng là xem quay tàu kịch tính thì em biết là thế, nhưng mà kịch tính quá đôi lúc là nó cũng bút ví anh em ạ. Đây là thật sự anh em nhá. Đây là cái tầm này. Ôi trời. Như nào anh em ơi? Cho mày xin một lời giải thích thôi. Anh em chỉ cần nhận hoặc quay tiếp đơn giản thôi. Mỗi vòng này vòng thứ hai 4 sao. Đơn giản thôi anh em ơi. Anh em thích như thế nào? Lên like này. Lên like này không phải mạnh không có chính kiến, mà này là đã xác định lên like rồi thì mình phải là tôn trọng anh em, tất cả anh em trên like đúng không? Và đã tôn trọng anh em trên like thì phải hỏi anh em là anh em thích quay tiếp hay thích nhận. Đơn giản là anh em bình luận nhận hoặc quay tiếp thế thôi, mong là được sự ủng hộ của anh em đấy. Chứ còn đâu mà mạnh mà cứ quay mà không cần hỏi ý kiến anh em thì tự nhiên này còn không tôn trọng anh em đúng không? Đơn giản thôi anh em, quay hoặc nhận đơn giản, không có gì khó khăn cả. Nhận tiếp quay quay đi vào màn hình hơi mờ bác đấy, nhưng mà chắc bác chỉnh lại chế độ 1080 đi, chắc là cái chỗ bên bác là chưa chỉnh về 1080 ấy. Ok Nguyễn Đạt ấy, hỏi gì Nguyễn Đạt ơi, múc ngay tiếp nào. 6 sao nhận phát đầu mạnh ơi, còn gì để mất nữa. Akiza A Phang cho em một ca quay với cả gái đó Nguyễn Trần nhá. 5-6 sao đụng luôn, 4 sao thì lên hơi lỏng à. Nhận nhé tiếp. Em thấy cái tỷ lệ anh em nhận và quay nó đang đều đều nhau. Like chia sẻ bình luận nó là miễn phí mà anh em. Anh em mình tương tác nhau nó là miễn phí mà, có mất gì đâu. Quan trọng là anh em trên like có muốn đâu, hơn 200 anh em cơ mà. Một bình luận thôi anh em ơi. Anh em thích mạnh quay hay thích mạnh nhận, bao giờ cũng ưu gái số đông. Rồi Kim Yên bảo Sang Su Võ Lâm thế nào anh ơi? Rồi Kim Yên bảo Sang Võ Lâm thì em ra chỗ tiền trang có phần đổi Kim Yên bảo Sang Võ Lâm nó ghi rõ đấy em ơi. Tiền trang nhá. Ở Phượng Tường ấy. Vậy tiếp đi bạn, quay đi mới vào, quay đi mới 2 vòng thôi bác thì phải cao ăn quay nhá. Rồi 1 2 mẹ mày, cái gì đây đây rồi má ơi, đây rồi nữa. Mẹ nó, tí nữa thì 7 sao. Đéo lửa đi 7 sao anh em ạ. Buột. Mẹ nó buột. Một tẹo nữa thôi. Mẹ lên cái này 7 sao chết với bố mày nha. À, 7 sao hình như là gấp đôi 20.000 đúng không? À, một lắc nữa thôi anh em ạ. Mẹ nó kể nó vào chút này thì em còn đỡ cay. Nó ở lưng chừng này nó đỡ cay. Mẹ đúng cái sắt lút này. Cày thế. Ô mẹ, đang hơi buốt rồi đấy. Tưởng là phát đầu tiên phát này là gỡ gạc được một chút nào đó rồi. Hôm nay con sói quay tận đêm rồi. À, thầy cuối cùng. Đấy xong bây giờ phần vòng sau nó nhả về cái đồng cay chưa? Cay thật đấy anh em ạ. Hello tất cả anh em nhé. Ui. Yeah, nó cứ thế này thôi này rồi. Đấy mẹ đồng liên tục này, vừa lấy nó để cho mình vào một đồng cũng được nhỉ. Không phải sợ anh chiến tiếp mấy hôm nữa chơi xong mới bỏ xe này à? Hay là bác Đức Thiện nhá, xe vào này thì cuối tuần em vẫn về đánh tranh đoạt đánh thổ cùng anh em chứ em chưa bỏ. Kiểu gì tí bác chẳng hút được cái 5 sao 6 sao thôi đừng lo. Em cũng mong là thế bác ơi. Em mong là em hút được cái 5 6 sao. Nhưng qua tầm cuối online đấy, em ngồi em quay cũng được cái 5 5 sao. Nhưng mà lay quay quanh quay thì gần hết. Qua làm được 5 sao huyền tinh.
qua đánh Tống Kim xong ra ngoài ngồi quay thủ tượng 5 sao huyền tinh. Đấy, nó vào 6 sao cho mình thì vốn lại rực rỡ anh em nhỉ. Lúc đầu vốn nó lại rực rỡ. Hello tất cả anh em nhá, buổi tối tốt lành may mắn rực rỡ nha anh em ơi. Ui gì, lên một lúc nữa thôi. Nay em có 4k thôi bác ơi. Hello tất cả anh em đang xem live nhé, buổi tối vui vẻ may mắn nha anh em ơi. Vòng quay na, vòng quay hôm nay sao em nhìn nó cứ sao sao ấy. Anh em có thấy cái vòng quay hôm nay nó có sao sao không? Em cảm giác nó có sao sao ấy. Nhìn nó lạ lạ, hay là mình người mình nó mệt nó ốm nó thế. Ui giời. Cứ thế này thôi. Bạn làm phát làm sao là nhà tinh này nhận mà bán nhỉ, lại lại nhà mồm chuẩn rồi bạn ấy. Quay vào huyền tinh đầu game, đầu game quay huyền tinh là một là lên đồ hay là bán lãi lãi lớn luôn. Đó là xe vào cũ này thì mình phải chịu thôi. Xe cũ này bây giờ đồ đạc với huyền tinh các kiểu bán nó khó không bán được. Xe vào mới và tập sự anh em tôi mà quay vào huyền tinh tôi lại bán ngọt như mía lùi luôn, gỡ vốn ngay. Ui giời. Nhận nghe. Hay là nhận cái cho nó đỏ tí nhỉ. Quay tầm 3 sao nhận một phát nhỉ. Mà cái giống em đã, nó đã không 3 sao thôi thật. Còn nó vào 3 sao không nhận, cảm giác nó ngượng ngượng sao ấy. Mãi mới được 3 sao ấy. Nó ngượng ngượng sao ấy. Như tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn nha anh em ơi. Cầu kéo đây hả? Hơi ngộp, hơi bị ngợp. Cái dương là được mở ra được huyền tinh 8 bạn này. Tập ba già là đéo gì rẻ người, không phải nó rẻ người mà là mình quay mãi được lên 3 sao. 3 sao mà nhận nó cảm giác tiếc tiếc. Nhưng mà đâu là trên nai của tôi thì thật sự anh em biết biết mạnh là gì. Chẳng ai kích được mạnh là quay tiếp hay không quay tiếp. Mạnh tôn trọng tất cả anh em đã ủng hộ mạnh ở trên nai thì hỏi ý kiến anh em theo số đông thôi. Như cái rẻ người không rẻ người thì nó liên quan gì đâu. Nhưng mà quay nghĩ mà quay mãi thì 3 sao mà nhận nó tiếc ấy bạn ạ. Chán thật đấy. Đại lính rồi cũng muốn sao không nhận được. Thật sự anh em mà quan trọng là anh em trên live như thế nào thôi. Mạnh vẫn yêu ái tất cả anh em trên live đã ủng hộ Mạnh này, là đã nhiệt tình vào đây bỏ chút thời gian buổi tối vào đây xem live của Mạnh, ủng hộ Mạnh đấy. Chỉ cần anh em thích quay tiếp là anh em chỉ cần bình luận quay tiếp là dã thôi, không cần phải nhiều, cứ theo số đông thôi đúng không anh em. Bao giờ thì cứ theo số đông thôi, anh em thích là quất, không cần phải nói nhiều. Mà cái áo trắng này khác gì quay quay Vinh Vinh Omo hả Mạnh? Ông thật sự với anh em là hôm nay người mệt cũng là đấy, mà người mệt mệt là người. Nhưng mà vẫn cố cố lên đây ngồi chăm gió với anh em tâm sự cho nó vơi đi cái mệt đấy. đổi map lấy phong thủy đi. Map này thấy cũng ổn đấy. Lúc đầu em thấy như này là cũng ổn đấy anh em ạ. 3 sao 4 sao này. Đây này. Rồi. Như nào? Một câu đơn giản, nhận nó quay, không cần phải nói nhiều. Nhận nó quay. Mẹ cha nó đây rồi anh em ơi. Nhạc lỗi. Về bờ anh em ơi, như nào? Theo anh em, tôi nghe số đông anh em này.
Tôi nghe anh em số đông, nhận hay là quay tiếp. Mạnh hơn hơi đen thì bạn quay cho đó. Nhận đi, nhận nó phải như thế chứ. nhận đi bạn ơi, cho nó đắp người tiếp. Thôi tôi thấy là rất nhiều anh em ủng hộ Mạnh này, nhận thôi. Tôi mình thật sự anh em là theo tôi hiện tại cứ nhận đi lấy vốn sau này, rồi nhận nhá. Theo số đông của anh em là tôi thấy anh em của tôi nhận, tôi thấy số đông là kêu là nhận rồi, nhưng mà với một vòng sau có mấy anh em người ta đang bảo là quay. Quan trọng bây giờ vẫn là yêu anh em trên live này, nhận được quay thôi. Đơn giản anh em bình luận nhận được quay thôi, tiếp để phá kỷ lục Bonusiji. Mình không cần phá kỷ lục của ai cả, bác Việt Nam anh hùng ơi, em chỉ cần phá kỷ lục cái chính mình là được anh em yêu quý ở trên live là được thôi, chứ em không cần phá kỷ lục của ai cả. Nhận bạc. Nhận bạc á, nhận rồi lại phải quay 6 lít, không quay tiếp thì kém. Cảm ơn bác Lê Hưng rất nhiều nhá. Cái này không cần là bác kích hay là gì đâu, em vẫn yêu ái anh em trên live mà. Anh em chỉ cần là một là nhận, hai là quay thôi, đơn giản thôi. Nhất đâu bất ngờ 6 sao đây rồi, tí nữa hút quả 6 sao nữa lên, cứ nhận đi lấy vốn lại. Đơn giản thôi anh em ơi, một câu bình luận đơn giản, nhận hoặc quay thôi, theo ý kiến anh em. Đông người, theo ý kiến số đông người, hiện tại số nhận là đang cao nhất, hiện tại số nợ nhận là đang cao nhất. Tôn trọng tất cả anh em ở trên này của Mạnh, nên Mạnh hỏi ý kiến anh em chứ không phải Mạnh không có chứng kiến. Còn đâu nếu mà Mạnh mà cứ quay âm thầm thì không cần phải lên này, đúng không anh em? Phát đầu nhận đi em là Lộc, phát đầu nhận đi. Rất nhiều anh em bảo Mạnh nhận lấy ngân lượng lên kinh thành tiêm mũi 4. Mình gọi lĩnh đi rồi thì tình quay rồi. Chuẩn bị lấy giấy lau nước mắt. Sao anh em lại bảo chuẩn bị lấy giấy lau nước mắt nhỉ? 7 sao lỗ hũ 130 sò kìa nhỉ? 7 sao mình chưa thấy 7 sao lỗ hũ được 7 là 70. Úp đi Mạnh lấy thuốc nghiện tiếp. Nào phát happy 6 sao. Nhận đi không lại ăn là quay cho vui, ăn cả được cả ngã về không là anh. Ông quan trọng là mình ưu tiên anh em trên này đấy. Anh em trên này bây giờ số đông vẫn bảo là Mạnh nhận, còn số quay bảo là hơi ít. Thế là thôi, là mình đã xác định mình nên nay mình hỏi ý kiến anh em rồi thì Mạnh xin phép được anh em là nhận, vì số đông của anh em bây giờ hiện tại đang bảo là nhận. Số đông anh em bây giờ đang phải nhận. Cảm ơn bác Đặng Hùng tặng 100 sao nhá. Đấy, số đông của rất nhiều anh em bảo Mạnh nhận này. Thôi phát sau rồi quay nhỉ, phát sau tính tiếp. Còn phát này thôi nhận lại nhá. Rồi, nhận sò tạo đấy 3.000 đã. Lút tới 3.000 đã, rồi tiếp tục quay tiếp. Sò 3 sao quay tiếp. Ui giời. Vào đồng này, phát sau vào đồng này. Ui giời. Đó là 3k. Ok anh em ơi, nói chung là Mạnh ưu tiên anh em trên live mà, theo số đông, mà số đông vừa rồi là kêu là nhận là rất là đông, nên là Mạnh nghe số đông. Số đông anh em bảo là nhận, nên là Mạnh nghe số đông là nhận, nhưng nhận rồi nhá anh em ơi. Ở đó bây giờ tiếp tục quay tiếp. Vừa lấy mà quay tiếp mà còn cái lì có tí vốn phải tự tin hẳn chuẩn thôi bạn ơi, nhất là có tí vốn thứ hai là có được các xác đầu tư cho nữa thì thôi càng tự tin nữa. Anh em kim đến thì ủng hộ mày. Cảm ơn bạn chung rất nhiều nhá. Không mà các bạn, đến cái tầm này trò nó cũng thật sự anh em nó cũng rẻ, có 150.000 một ca sò nó cũng rẻ, nên là mỗi lần lên live Mạnh quay được quay nhiều đấy chứ hầu như trước mới đầu game là sò nó cứ tầm 200 đến 300, chỉ dám quay từ 1.000 đến 2-3.000 là căng thế thôi, không bao dám quay 4-5-6.000 một ngày cả. Và đợt này sò nó rẻ thì cái số tiền mình vẫn như thế, thì mình vẫn cứ quay mình quay dôi lên thôi nhé. Hôm nay hết sò đó. Ba phát làm sao là được phát sao 6 sao rồi. Chuẩn là bác Zoom ơi.
Ông Mạnh biết Chí Gà không? Ông Chí Gà là ông live bên YouTube đúng không? Đúng không bác Sơn Nguyễn? Vãi cả luyện 300 mắt. Hello bạn C3 nhá. Hello tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Cảm ơn anh em ủng hộ Mạnh buổi live tối ngày hôm nay nhá. Đây rồi, 4 sao rồi anh em ơi. 4 sao vào đây rồi đây này. Rồi. Như nào? Anh em vẫn ưu tiên anh em số đông mẹ, hôm nay thầy của tôi nó đến rồi sao đấy, hôm nay hình như người nó mệt mệt ốm ốm mẹ, thằng Admin nó nhìn nó thương nó cho ăn hay sao ấy, sao anh em 4 sao rồi, 4 sao huyền tinh rồi đấy. À, có một 150k ATM một ca sò thôi lương thu huyền ơi, bạn tôi sắp tỏa sáng. Ok bạn đây, cảm ơn C3 rất nhiều nhá. Sau đó tiếp theo anh em quá đơn giản thôi, đơn giản thôi anh em, nhận và quay tiếp. Nghe số đông của anh em à, nghe số đông của anh em 4 lần rồi nhận đi. Không gian bot, không gian bot là bác hỏi chưa này. Vâng, cái tối em chơi kiếm thế bác ơi, sáng em chơi võ lâm rồi. Nói chung là bây giờ vòng vòng huyền tinh này nó đang là 4 vòng rồi, nó đang là 4 vòng rồi. Vẫn ưu tiên là anh em trên live mà, anh em thích mạnh quay thì anh em chỉ cần bình luận là quay là chơi thôi anh em ơi. Hiện tượng 6 sao. Là tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn. Nhận đi tích tiểu thành đại. Nói chung là ưu tiên anh em trên live mà, cần anh em bình luận là nhận hoặc quay, ưu tiên số đông. Hiện tại là số quay nó với số nhận nó đang ngang ngang nhau. Anh em nào thích quay thì bình luận quay. Mà anh em nào mà ủng hộ Mạnh nhận thì là nhận, đơn giản mà, nhận thôi 4 vòng rồi. Quay. Hiện tại bây giờ cái huyền tinh này theo tôi biết là nó là 4 vòng. Vì tôi quay này từ lúc đầu game bây giờ là hơn 3 tháng. Chưa có một cái vòng nào vào thứ 5 mà nó vào tiếp theo vào 5 sao huyền tinh cả. Chưa có vào có vòng đấy. Mà hôm nay cũng biết đâu được, hôm nay được anh em ủng hộ trên nay anh em bảo quay nhỉ. Quay thì được nhỉ. Đấy tôi thấy anh em này. Bộ quay rất đông rồi. Số quay nó đã vượt số nhận. Số quay nó đã vượt số nhận. Hiện tại thì mẹ sẽ quay nào. Linh. Nào mẹ mày đây rồi. Đây rồi. Đây này, trên đây này. Đây là chạy đâu được. Rồi. Đó. Cậy thế nhỉ. Bụt. Mẹ là một tí nữa thôi. Anh em nhỉ. Mẹ nó cho lên mẹ trên đây đi, nó đỡ là ứng đứng mẹ ở đây đi, nó đứng đúng cái chỗ này mẹ, nó một xíu nó thôi anh em ạ, mẹ nó vọt em quá một tí. Ôi mẹ, nó chỉ quả đấy nó dừng ở chỗ này thì thôi, mẹ làm sao quả đấy thì chưa biết cái đường gì trả lời nữa mẹ. Ôi bà mẹ, nhiều khi cờ bạc nó biết là bịp rồi mà vẫn cứ chơi. Anh em nhỉ, anh em có công nhận với em là thế không, nhiều khi biết cờ bạc bịp rồi mà sao mình cứ đâm đầu mình chơi nhỉ. Một like một chia sẻ một bình luận đều là miễn phí hết anh em ơi, anh em giúp em một chút ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ui giời. Ảo thật đấy. À, cứ tưởng hôm nay cái thằng Anami nó thấy mình ốm rồi nó mủi nòng nó thả cho mình một hôm, mà khả năng chưa phải anh em ạ. À, khả năng lúc nào mà phải làm trên giường xong là tay tay cầm chuột nằm trên giường lai cơ, khả năng đến lúc đấy thằng Anami chắc nó bị thương. À. Nào quả áo ba lỗ quay sò bao ăn đây. Hello bác Nguyễn Hùng nhá, anh em ủng hộ em quả áo ba lỗ đấy. 4 sao trở lên thì cứ nhận đi chứ quay 50 khó lắm bác ơi. Ok bác Cường Quan nhé. Hello tất cả anh em ạ. Mong được sự ủng hộ anh em một like, một chia sẻ, một bình luận nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dương không đổi được ra sò thu huyền ơi. Chỉ có đổi cho anh em ở trong trong game, anh em nào cần dương dương thì họ đổi thôi. Chứ còn đâu là không vào dương thì nhận được dương thôi. Biết đâu được cái quả là còn 5 ca sò này tôi lại làm nên điều kỳ diệu rồi 6 sao sao đúng không anh em.
bạc đồng thì tiếp huyền tinh nhận cho chắc. Không, em vẫn cứ ưu ái anh em, em vẫn cứ nghe theo tất cả tiếng gọi của trái tim cộng đồng nghiện chúng ta, là anh em bảo số đông theo số đông, anh em bảo quay thì em quay, mà anh em bảo nhận thì em nhận. Ôi trời ơi, bây giờ bảo lên được 20 ca sò đã mừng lắm rồi em ơi, chưa bao giờ nghĩ bảo là lên đến 50 ca sò. Nó không thua là may rồi đấy. Anh em biết tôi thua bao nhiêu ngày tháng ngày rồi không? 17 ngày rồi đấy, con số lên 17 ngày rồi đấy. Không biết là con số này nó còn tăng không. Ui gì. Vòng quay đang lag đó, thoát vòng quay test lại đi bác. Khả năng mình thoát vòng quay ra nhỉ. Vừa đây vòng quay em thấy quay lâu lắm, quay một vòng lâu nó mới có cho gì tiếp. Biết đâu bất ngờ hôm nay ta lại được quả 6 sao. Hello cả nhà nhé, buổi tối tốt lành may mắn nhé cả nhà ơi. Vào cái này nữa đi. Đây này. Chỉ 2 sao thôi. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành nhé. Khi nào úp lên vô xong vậy ông? Vô xong nếu là không đủ nhiệt thì úp lên vô xong rồi bạn ơi. Để tôi tình hình đã chuẩn bị sang server mới này nữa, là cuối tháng này có server mới rồi anh em ơi. Anh em nào muốn chơi thì cuối tháng này vào chiến với Mạnh nhá. Hiện tại Mạnh đã lập nhóm Zalo chuẩn bị server mới, lập bang và chiến. Anh em nào server mới chiến thì alo Mạnh gửi link Zalo nhá. 6 sao là được 10k rồi em ơi, 7 sao thì anh không biết, anh chưa vào quay 7 sao. 25 dương đổi bao nhiêu sò? 25 dương nếu có đổi sò thì cũng đổi cho anh em trong server thôi. Cái tầm này thì cũng chưa biết là được bao nhiêu. Vì giá dương bây giờ hiện tại nó vườn cũng lâu rồi, nên là anh em người ta đập đồ thì cũng gần đủ rồi. Nên là dương riêng thì nó cũng không gì lắm. 7 ca sò thì không biết như nào, nhưng mà 6 sao thì được 10 ca sò rồi. Tối cuối tháng này anh em nếu xác định muốn chơi server mới hay hơn, đỡ vào sau đỡ thọt, thì cuối tháng này có server mới rồi này. Còn bác ơi, cái này chỉ chơi được trên PC thôi, không chơi được trên điện thoại. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn được rỡ nha anh em ơi. Này, cầu như này cứ như thế này thôi anh em ơi, có gì sai nhỉ. 1000 so rồi. 200m thoải mái nên phi phong 10. Bà sao? Bù một phát đây nữa đi, làm 6 sao luôn, không cần phải nói nhiều. Đấy mà. Mẹ toán vọt xả ngang này. Toàn vọt xả ngang rồi anh em ơi. Toàn mình vượt một lúc thôi. Đầu tính ra đầu game nhé, mà quay sò vào đỏ anh kiếm ăn lắm thật. Đầu game tôi quay tôi biết. Đầu game tôi đỏ dã man, tôi lên được bao nhiêu đồ. Cuối cái tầm này tôi đang bị nó mút lại. Chuẩn lời bác Sơn Nguyễn Thành ơi, hiện tại bây giờ nó không cần phải làm quá nhiều. Như ngày trước anh em mình nạp rất là nhiều mới lên được sổ phượng, phải đến tầm khá lên được sổ phượng, nhưng bây giờ sổ phượng lên nó cũng nhanh mà mọi thứ. Nói chung là bây giờ nó lên nó dễ lắm, nó không như ngày trước.
Ngày trước nhiều anh em có mất tiền tiền tỷ khả năng mới lên lên được cái chí tôn, nhưng bây giờ em thấy bình thường. 4 sao quay tiếp đi. Ui mẹ, quay trộm anh em cái cũng được tạch anh em ạ. Mẹ quay trộm cái tạch luôn, ngày nào cũng quay sò sướng nhỉ. Bác Văn Hiền đây, anh em trên mai thì sướng thôi chứ hơi bản thân em thì nó cũng là bình thường. Vì lúc nào mình cũng phải đầu tư tiền vào sò sò này chứ, có phải tự nhiên sò từ trên trời rơi xuống đâu bác ơi. Có là này, em muốn phát triển fan girl này cũng mong được sự ủng hộ của anh em thì mình nên đầu tư để phát triển. Làm cái gì cũng vậy mà anh em, mình nên đầu tư, muốn phát triển mình phải có sự đầu tư. Biểu quả cá mới sao mai này, là một cái gọi là tượng đài ngày xưa rồi, chục năm về trước rồi đúng không anh em, nhưng mà đến với tầm này thì cũng chưa biết được như thế nào. Hello tất cả anh em nhé. Chọn là bạn đây, nói chung là chỉ có những anh em nghiện và anh em xem thằng nghiện quay thì mới hiểu được cái cảm giác thôi. đúng không anh em. Không, các bạn à, biên lên like này anh em, à like làm thế thôi, phải có sự đầu tư thì mình mới phát triển được nhỉ. Như kiểu như mình đi kinh doanh cũng thôi đúng không anh em, mình kinh doanh thì mình cũng phải bỏ vốn ra mình đầu tư mới phát triển được nhỉ. Chứ ngày ngày đều vào cứ đi tham quái mới đi lung tung không có gì hay lắm. Giờ mạnh cứ theo như cái mô hình của mạnh bây giờ là vào đầu like làm tí giải trí, xong là tí đi tống kim đánh nhau đấy. Cuối tuần anh em ta đi đánh tranh đoạt các thứ ở trong sự kiện, trong game, phải nó hay hơn đúng không? Mình kết hợp cả vừa giải trí quay sò, mình vừa kết hợp đi đánh nhau PK. Đấy, như thế nó cảm giác nó thay đổi nó hay hơn. Game thế chính tông đợt mình quay 50 dương ra và 30 ca sò đó. Mà mớ xiềng. Cái này nó cũng ra một mớ tiền mà anh em, cuối tháng này có server mới này anh em ơi. Em không anh ơi, em không chơi thì cùng tín đô la anh ơi. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn nhé anh em ơi. Không 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 bắt cường phạm anh em, không chơi cùng tín đô la. Và rồi đi vội là làm ba lãnh thổ. đấy là tôi không bị đít mà tôi không lóc hết đấy đúng không? Chúc tất cả anh em xem live buổi tối vui vẻ may mắn nhé anh em ơi. Loàn cái 2000 sò rồi đấy anh em ơi, 2000 sò mà mới được có thế là 2 lần 4 sao, không được lên được 5 sao kinh thật. Server mới có lên nạp cốt 1 ACK 2M không bác? Nói chung là để xác định mà lên ác con ấy, muốn ác xe mình khỏe ấy, thì tất nhiên mình phải làm, một là lạp, hai là mình đi mua huyền tinh riêng ở ngoài đấy. Nó có nhiều sự lựa chọn cho anh em mình lắm. Nói chung là kinh tế anh em mình căng ngon thì mình lên đầu tư vào ác xe. Ác xe thì nó có hai cách để anh em mình đầu tư, một là lạp, hai là mua huyền tinh, mua đồ đạc ở ngoài. Như em theo phong cách của em, như em chơi em lên xe ấy thì là em mua huyền tinh ở ngoài, mua đồ đạc huyền tinh ở ngoài để em đập. Và cũng có làm một ít cho ác xe, là khoảng tầm 500 đến 1 triệu gì đấy cho ác xe, ác clon. Đổi chỗ khác quay đi. Dương xe mới dao động từ 40 đến 50 nghìn một dương anh em nhé. Mà quan trọng là anh em có nhiều dương để bán không, chứ đầu game vừa rồi cái game này tôi quay anh em ơi, khan hết dương, không có dương để mua. Anh em ngao ngán tìm dã man mà không có. Mình chưa lên vô song bác Đức Huân thôi. Hiện tại thì mạnh cũng nhận làm đại lý lạp game game này. Anh em nếu có lạp qua mạnh thì được nhiều phần trăm hơn chỗ admin nhé. Nếu anh em mà có chơi ấy, xem mà mới mà có chơi ấy, thì qua ủng hộ mạnh một chút nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Chọn rồi. Cái mốc tinh thần lực nó là 80% ấy. 2 triệu có mốc tinh lực 80% đấy.
Hiện tại là server mới thì tôi sẽ chơi con ma nhẫn. Tôi chơi con ma nhẫn và tôi chạy dàn xe, thêm dàn xe nữa. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Và cái đầu game dương mới huyền tinh anh em mà cháy hàng luôn, thật không có mà mua luôn, kinh khủng luôn. Chuẩn rồi, nếu mà chơi thì lên lạp 2 triệu để mua tinh lực giảm 80%, tiết kiệm được rất nhiều kim nguyên bảo cho anh em. Nếu mà anh em mà chế sò nữa thì cái đấy là càng cần phải có sự, nói chung là mình làm cái gì đấy thôi, mình phải có sự đầu tư thì vốn thì lời lãi nó ra nhiều. Bản mobile thì chưa biết khi nào ra bạn ơi, bản mobile thì khả năng tháng 10 mới ra. Chuẩn rồi anh em ơi, sao mới mà cứ có anh em có sò quay sớm là gì. Vì cái đầu tiên xe mới đầu tiên game thì khả năng mạnh khoảng tầm 8x 9x thì chắc mạnh mấy đầu tư về sò. Đâu đầu game này mạnh đầu tư về đồ trước, đầu tư về nên ác lên đồ trước đã. Còn sò từ từ, chưa đầu tư ngay. Còn đó anh em nào bên kinh doanh ấy thì anh em có thể đầu tư từ sớm có là rất là ngon. Đang cầu 1-3 rồi, gãy liên tục anh em ạ. Nhoàng cái hết gần 3.000 rồi. Chuyển mã khác thì này, bia chuyển map á. Khả năng này mình phải chuyển map nhỉ, vừa mẹ admin nó nhả cho mình một tí sao xong này nó lại tích lại sao ấy mẹ, có dự gì sai sai ở đây mẹ, thằng admin mất dậy rồi. Ăn thì ăn nó vừa thôi, ăn dày quá mẹ, ăn dày quá hóc đấy, cày nó lắm đấy. Về Giang Tân Thôn quay đi. Rồi bạn ơi, nghe nói tôi trước thì tôi thấy tôi bảo như thế, còn không biết như giờ là còn cái bên này thì là 28 tháng 9 là open nha anh em ơi. Open server mới. Còn bên em anh em sẽ chơi con thiên nhẫn đao. Vì em tính rồi anh em ạ, thật sự anh em, vì em tính toán hết rồi. Con thiên nhẫn đao nó rất rất dễ chơi luôn. Chứ nó không phải dễ chơi mà ý là cái đam của nó rất ổn định. Con màn nhẫn nó đánh cũng phải cần kỹ thuật, là cái đam của nó rất ổn định. Hello bác Võ Quang nhá. Nó rất rất ổn định luôn. Cái đam của nó ấy, nó ổn định trong tất cả các cấp độ đấy anh em ạ. Hôm qua mới chiếm được xem nào, đây lãnh thổ đây, hôm qua mới chiếm được 5 lãnh thổ và 10 giờ hôm nay mới mua được ấn. Mà 3 ngày chưa nâng cấp được, chưa nâng cấp được lên thì khả năng chỉ ấn cùi thôi. Đây hiện tại đang đánh 3 bang này. Gia Long họ có 6 lãnh thổ. Đằng Gia đang có 5. Bên Nhật Long họ có 10. Và mình là hơn 200k là bác Cường Phạm ơi. Ông các bạn à, mình muốn chuyển hướng một số phái mình chơi cảm nhận như thế nào ấy, vì cái phái đầu tiên của mình là phái chính của mình đấy. Phái chính của mình là con Minh Giáo Kiếm rồi. Thế nên là mình không tài nào mình là mình có thể mình làm được cách gì để thì mình muốn trải nghiệm nhiều phái đấy. Thế còn đâu bây giờ nếu mà xem mà mới thì phái chính của em sẽ chọn con Minh Giáo Kiếm, cái phân chọn con ma nhẫn đầu tiên. Sau này có phụ tu con gì cũng dễ, mình muốn trải nghiệm cũng dễ. Đợt vừa rồi phái chính của mình này là con Minh Giáo nên là nó không đổi được, là khoảng nhiêu tiền lên phi phong chín khoảng tầm mấy chục triệu bác ấy, tùy vào cách chơi của anh em mình và tùy vào cách anh em mình đi mua đồ, nó cứ dao động từ khoảng 30 đến tầm 60-70 tùy vào cách chơi của anh em, thì cách anh em biết đến đâu hiểu đến đâu lên nó tốt như thế nào. Thế nhiều anh em khoảng 100 triệu anh em mới lên được. Nó còn tùy thuộc vào yếu tố mua đồ đạc ở trong game của mình nữa. Dưng em tính thì em chơi chơi còn là ma nhẫn sớm ấy, ma nhẫn được trước ấy. Hello anh trà đá nhá.
Thế là nó mút của em mất một lửa sò đấy anh em, 3.000 sò rồi đấy. Nhanh nhỉ. Thằng Alemi này nó làm việc nhanh nhỉ. Nó ngồi một tí thôi nó hút của mình 3.000 sò rồi. Ăn được nó 3.000 lại trả lại 3.000 rồi anh em ơi. Được mỗi phát huyền tinh 3 sao thì chỗ này còn đâu là toàn 1-2 sao gãy liên tục. Tí có tống kim bác ơi, tí tầm khoảng 9 giờ em đi tống kim nhé anh em ơi. Quay này đến 9 giờ em đi tống kim. Nghèo thì nâu, giàu thì mấy. Chọn rồi anh em ơi, cái câu này câu câu thủa xưa đúng không? Nghèo thì lâu, giàu thì mấy. Bản mobile em không chơi nên em không biết bác ơi. Mà em phải chơi cơ, em phải chơi thì em mới biết cơ. Như em thì cuối tháng này em cũng chơi con server mới trên PC, con kiếm thế này. Bạn nghĩ sao về võ đăng quyền á? Võ đăng quyền thì mình chưa chơi, mình chưa biết, vì cái đầu cái game này ấy, nó tùy theo từng nhà phát hành ấy. Cái nhà phát hành này thì mình thấy cái đam tính thì ổn định, và với số tiền mình bỏ ra nó không quá nhiều để chơi nó vào cái trung bình nó ổn định ấy. Còn màn nhẫn mà là mình thấy nó ok nhất, nó tất cả các cấp độ anh em, nhưng không riêng gì một cấp độ. Nhiều phái nó chỉ có mặc định ở cấp độ này nó mới khỏe, nhưng mà riêng con ma nhẫn này hầu như cấp độ nào nó cũng ổn, trung bình đào nó rất là ok luôn. Đây rồi, làm sao để gỡ lại rồi anh em ơi, đây rồi. Mẹ nó chứ, tôi tưởng quả đấy nhỉ. Mẹ vâng anh ơi, béo lên thì làm sao gỡ lại, mẹ nó vẫn đứt cái tinh vật lực này. Long xuống dưới đây cái nhỉ, hầu như toàn quay sò, quan trọng gì phải mấy. Ông cái xe mà mới là tôi chuyển sang tôi chơi con ma nhẫn thì PK nó mới hay anh em. Mình vừa quay sò mình vừa đi đánh nhau, với lại đầu game thì mình lấy đâu ra sò mà quay đâu anh em, đầu game mình phải đi đánh nhau ấy. Bạn này có nhiều hoạt động, bạn này hoạt động nó bình thường đấy bạn ơi, được cái nó có auto. Anh em cài đặt auto một cái là nó làm tầm vài tiếng là xong. Trong ví dụ anh em có treo máy vất đấy làm vài tiếng là xong nhiệm vụ. Xong là tối vào game đi đánh nhau, đơn giản thôi. Lúc mình về đấy, lúc mình cả ngày mình đi làm về, tối về nhà cái bật máy lên nhiệm vụ nó cài đặt làm xong rồi. Và cái là đi đánh nhau thôi. Đồ đạc thì mình tự lên rồi. Đồ đạc thì thứ nhất là ở đâu game nào cũng thế, và tự đi nạp vào lấy kim nguyên bảo, xong là đi mua đạc, mua đồ đạc hoặc đi mua dương, mua huyền tinh ở trong game anh em người ta bán đấy. Với lại là đầu game này bây giờ Mạnh đang mắc lỗi mấy dân buôn, mấy dân buôn ở server này Mạnh sẽ nhận hết tất cả các mối hàng của dân buôn. Anh em nào cần cái gì thì ới Mạnh mua cho anh em nhé. BK mới chỉ có đoàn địa chỉ thì bán. Ngày mai đổi chiến thuật hoạt động trước nghiền sau coi hên không Mạnh. Hoạt động hôm nay em đồ chơi được chiến thuật ấy chứ. Là em đi du long không? Là tầm 50 lần du long xong em mới quay sò ấy. Còn tống kim thì 9 giờ mới có tống kim. Em thì em lại like sớm. Em lại cái tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ kém thì em đã lên like rồi. Nên là lúc đầu thì hôm qua, hôm nay thì cũng đi cái gì đấy, cái du long ấy chứ. Ôi giời. Qua đoàn thiệu họ là khí đâu. Ôi, bây giờ cái này anh đang chơi túc tắc thôi em ơi, anh chơi túc tắc mấy bữa anh chuyển về xe mới anh chơi rồi, cuối tháng này có xe mới anh chuyển về rồi. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành may mắn được rỡ nha anh em ơi. Nhận một lần sao cấp đầu đi Mạnh dây đen kìa bọn anh ơi, khả năng này nhận thật đi, dây đen dã man này. Có chứ, không phải phải đi tống kim chứ. So mình quay một phần thôi chứ anh em ấy. Phải mình phải đi tống kim chứ, không để bỏ lực.
có một hai hôm trước này cơ thể nó bất an đây, 4 sao đây này, 6 sao đây này. Tức cơ thể mình bất an thì mình mới gì đấy. Rồi 4 sao chỉ có quay tiếp thôi chứ làm gì nhỉ, đúng anh em? 4 sao không quay anh em mình người ta lại nói là mày không dám nhỉ, đúng anh em? Có lên quay không nhỉ? Không quay đầy không lể nhỉ, đúng không tất cả anh em? Anh em mình có lên nhiều nhỉ, đôi khi mình có lên hay là vừa rồi đen quá có lên nhận không nhỉ? Ra rồi làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không Và liều thì ăn ít. vâng, thầy Huấn đang nói đấy. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Nhưng mà phải trong sau tầm này kiểm soát chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng. Ra rồi làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Anh em thấy làm ăn thầy muốn nói kiếm chuẩn được không? Tiền phải chấp nhận mạo liều hiểm thiệt nguy nhiều hiểm đúng không, tí nhưng mà trong trong tầm tầm kiểm kiểm soát, soát anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng. Đấy, mày này không cần phải nói nhiều. Đấy rồi, ui giời ơi, làm sao rực rỡ luôn. Sảng á. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi mẹ. Chỉ có làm thì mới có ăn, đúng anh em? Mẹ không làm thì nấu đâu ra mà ăn. Là lỡ chứ. Quả nhạc huyền thoại anh em ạ. Quả nhạc huyền thoại. Thầy Huấn mãi đỉnh đúng không anh em? Mẹ thầy Huấn mãi đỉnh. Liều thì ăn nhiều đúng không anh em? Không liều thì ăn ít nhưng mà trong vòng kiểm soát nha, được. À ông Huấn ông nói được đấy. Thầy phát nữa. Phát này dễ 6 sao, bây giờ nó là 4 vòng rồi hay sao nhỉ? Nhận đồng đi. Vẫn yêu à anh em trên này. Số đông, anh em như ý giúp mạnh một cái số đông. Anh em bảo nhận hoặc là quay, bình luận đơn giản thôi, nhận hoặc quay, vẫn theo anh em số đông. Không có gì khác lạ cả anh em ạ. Rồi vẫn nghe anh em số đông. Cứ quay hết 3 ca sò thì mới ra mới được 3 ca. Kiểu này admin nó cho mạnh nai 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 đều rồi. Em thấy tỷ lệ nhận rất nhiều. Nhận đi, quay, nhận. Đồng với bạc à, dễ lên sao tiếp. Nhận đi, không lại toang, nhận kiếm vốn. Thêm được 30 phút. Mà có nói thì vấn lên rồi quay tiếp. Nhưng mà quan trọng bây giờ là thấy anh em kêu là nhận nhận rất đông. Đấy, thì mạnh từ trước thì mạnh đã nói rồi, ưu ái tất cả anh em trên live và được anh em ủng hộ giúp đỡ đấy thì mình phải nghe lời của anh em trên live đúng không? Số đông bây giờ hiện tại là đang đang kêu là mạnh ngày nhận số đông, rất nhiều số đông, kiểu như anh em cũng muốn nghiện lâu ấy đúng không? Chắc anh em cũng muốn nghiện lâu đúng không? Đây anh em bảo mạnh nhận này rất nhiều luôn, tiếp thì thật sự anh em lang đác có một hai người bảo là quay tiếp thôi, còn đa số toàn là bỏ mạnh nhận thôi đấy, rất đông anh em bảo mạnh nhận. Nhận đi, lấy vốn tí vào vòng 5 sao thì nhận tiếp. Kèo có sao hay mà nhận kèo. Hello bác Lê Minh nhá. Chỉ ít tôi không sốc thuốc cụ 10k lại lại bỏ mẹ. Không mà em thấy anh em kêu em nhận rất đông. Em thấy kêu anh em kêu em nhận rất đông nên là em phải là nghe theo anh em nhé đúng không? Mình đã xác định mình hiện nay mình gọi là theo số đông mà, nhưng mà số đông hiện tại bây giờ anh em đang phải nhận. Đấy, bây giờ mình mà bây giờ mà em mà quay ấy thì anh em bên số nhận họ bảo thằng này không tôn trọng anh em, mồm thì bảo là
theo số đông, nhưng mà số đông bảo là nhận, nhận thì lại bắt lại quay, đúng không? Ôi nhận đi, theo số đông anh em ạ, em vẫn phải theo số đông thôi. Ôi nhận nhận nhận, ok anh em, anh em nhận rồi, vì mình phải nghe theo số đông của anh em mà, mình phải nghe theo số đông của anh em. Ôi mà quay tiếp nha, quay tiếp là ăn này này anh em này, à. Quay tiếp thì có phải 10k không nhờ? Không, cái vòng vừa rồi đó là 4 hay 5 vòng, 5 vòng rồi. Vòng vừa rồi đó là 5 vòng rồi. Khả năng cứ hết 3k nó lại được 3k nữa ấy. Hello tất cả anh em nhé, buổi tối tốt lành, may mắn được giữa nha anh em ơi. Được tên 20 phút này và xem ai rồi. Hello các cô anh, hello tất cả anh em ạ. Các bạn thấy anh em mình phải nghe theo số đông mà anh em làm việc gì cũng thôi. Đành đã xác định mình nên like làm cái việc gì cũng thế vậy. Anh em số đông họ bảo nhận thì mình phải nhận thôi, đúng không anh em? Chứ giờ mồm thì bảo là nghe anh em số đông, anh em bảo là nhận, bây giờ mình đi quay nữa thành thành giả hơi, nữa lần sau làm sao mà anh em ủng hộ em, đúng không? Cảm ơn anh em rất nhiều nhá, buổi tối tốt lành may mắn nhá anh em ơi. Đấy, ăn một cái xong bây giờ toàn gãy này. Ba sao và rất 5 sao luôn đi, 4 sao. Ôi còn được 4 sao, em phải 4 sao nữa là quay quay chốt anh em cái. À, tự nhiên hôm nay quay nó đỏ đỏ anh em ạ. Đang người đang mệt mệt sốt sốt mà quay nó đỏ đỏ là cảm giác người ấy khỏe khoắn hẳn lên đi. Cảm giác như kiểu là chích thuốc vào đủ liều hay sao ấy. À, bây giờ người nó khoảng là khỏe khoắn tươi tươi rói rói ngay. Úi giời, bắt đầu nó lại hút lại hay sao? Cầu gì như nó lại hút lại rồi sao anh em ạ? Đổi map đi, có map đi này hút đó. Đổi map bây giờ, đổi map nào giờ nhỉ? Hay là mình lại đổi về Hoa Sơn nhỉ? Ôi giời. Hello bác Văn Nê nhá. Hello tất cả anh em ạ. À, buổi tối tốt lành may mắn anh em ơi. Ok. Ok bác, em chào bác nhá. Hello tất cả anh em. Mất 3k là mới cho tiếp. Có khi nào không? Có khi nào mất 3k là mới cho tiếp không ta?
Mỗi ma bà cà là quay tẹp. Quan trọng là có được không như vậy anh em ạ. Hơi xỉn nên nhắn tin hơi hơi lỗi. Ok bác ơi. 3 sao, 5 sao luôn, không nói nhiều. 5. Bạn nó vào nhầm rồi, 3 sao bạc, 3 sao mình là 3 sao đồng. Đúng rồi bác Hoàng Hiếu ơi, sẽ vào đấy mình kiếm ở web này, nhà phát hành này luôn. Nhưng cuối tháng nhé bác ơi, cuối tháng mới có. Cuối tháng mới server mới ra. Quay miễn là được 4 sao rồi bác ơi, bác đợi đến hẳn 10 phút sau mới quay tiếp. Tiếp nó nguội. Nó xuất ra chán quay đến 4 sao là biết bao nhiêu anh em online. Bác có để ý không? Cảm ơn bác Tùng Tùng rất nhiều nhá. Nếu mà bác nói thế thì em lại có một cái lý do của em là như thế này. Vì lúc mà đã em đã xác định em lên live đấy thì là em phải tôn trọng tất cả anh em trên live. À, anh em có thích em quay tiếp hay nhận không mình phải tôn trọng. Chứ còn đâu mà nếu mà em quay kiểu như là hùng hục kiểu như là châu húc mã, kiểu như là mình đi chơi cà phê đấy, nó hơi bậy tí. Kiểu như chơi cà phê ấy, mình vào nó tụt ra cái mình làm nhấp xong cái là ra, không kịp làm tình, không kịp làm cái gì, hôn hít các kiểu vào lick luôn. Anh em thấy chán không? Đúng không? Thì em lên live này, em cũng vậy. Em là cũng muốn là lên anh em được. Anh em ta ngồi đây tương tác với nhau, đúng không? Câu chuyện ngô trò. Thì bảo bây giờ lên mang này em cứ ngồi này mình cũng em chẳng cần nói chuyện với ai, em cứ hiểu cái em quay này như này thì khác thì em không nai đâu, đúng không anh em? Anh em công nhận không? Thế nên là mong là được anh em thông cảm. Còn đây anh em nào yêu quý thì anh em bảo là anh em ủng hộ em thôi. Còn nói anh em nào mà không thích hoặc như nào đó thì anh em có thể offline mà. Còn nhiều khi nó nói thì nó mình nói thì nhiều khi câu mình tính thì mình có gì mình nói đấy hơi nó hơi hơi bậy tí mà thực chất là nó là bậy. Thôi tôi chạy báo khác này, báo này không buồn đâu, lòng một trận đi sang lễ quan nó không chơi lòng một trận, nhìn thấy lòng một trận lễ quan đấy không thích vân trung trận chơi chạy chỗ khác. Đây để qua vật đây rồi, để qua này ngồi đàng hoàng ở đây nhá. Rồi vừa hút được thêm 5 sao bác ấy, vừa đấy còn là 2.000, nếu hút phát 5 sao lại lên 5.000. Rồi mình quay đấy đã, vừa chót lên trấn đấy rồi, còn lên đây quay thử xem như nào. Ờ đúng rồi bác Sơn đây, con này là Thiên Vương Thương. Thôi mình chót ở đây, mình quay đây khoảng tầm 1.000 sò đi. 1.000 sò xong là đi chuyển map khác thử. Chót về đây đứng rồi này. Qua đây luôn này. Bây giờ toàn 2 thôi. Nên tận tần thì bằng quay vô chất. Không biết Vân Trung Trấn này mình có kiếm được 3k không? Méo gì đấy. Đang quay nó chạy đâu đấy. Ba này đây rồi, đây ba và ba nữa. Ui giời,
rất nhiều anh em mà. Nếu xong em lưu xong chắc em không lên được phải, vì bây giờ kinh tế không có để lên vô xong. Em giờ em ngày ngày em túc tắc em ở Chí Tôn quay sò và đi quánh nhau tống kim thôi anh em. Này buồn thế nhỉ. Tính ra như sổ số. Không, quay như thế là phải mình phải quay như này để cho anh em nhìn vòng quay nó sướng. Như là quay xong là tắt như thế này với các kiểu cái này nó không hay. Úi giời. Mẹ quay quả đấy cái nó chạy nhanh như thế mà sao nó dừng được quả đấy nhỉ? Quả đấy mình tưởng nó phải vào đây. Lại suy ngẫm đấy. Em lại bắt đầu em suy ngẫm rồi đấy. Em 262k tài phú rồi bác ơi. Ba sao hơi nhiều lãi dụng ba sao hơi nhiều từ nãy giờ chỗ này ba sao hơi nhiều anh em ạ. Sao nữa vào cái này thì nó mới ngon này. Chỉ 3 sao không hơn được. Thế Vân Dung Trấn này nó chỉ cho mình 3 sao sao đấy. À, điện cho thằng Anemin này xem nào. Mày có mày đang lại xem like của tao không? Chuẩn rồi bác ơi. À 3 sao có 250 thôi. 350 thôi, 4 sao là 875. 3 sao và 750 là nhiều khi là em cũng nhận đấy. Lại đi mất 2.000 đâu. Nhanh thế nhỉ. Ăn được nó có 3.000 thôi. Bây giờ lại đi nhanh thật anh em ơi. Lâu lắm rồi em lâu lắm rồi này. Lâu bác khách thành Khánh Thành nhá. Kiếm thế một xưa chấm co bác ơi. Đây em gửi link lên cho bác. Liên tục vừa rồi nó còn được cái mấy lần 4 sao mà bây giờ không thấy 4 sao đâu.
sao không dừng đây nhỉ? Hai sao đâu? Cầu chỉ một sao, hai sao, xong rồi đến ba sao, không tài được lên lên bốn. Đi ăn thật. Bình tĩnh. Hello các lòng phạm nha. Hello tất cả anh em. Ok bạn ơi, 5 phút nữa mới thông kim mà. Ngồi đây quay quay lốt 300 còn này để 3000. Thông kim xong mình quay tiếp nhé anh em nhé. Quay lốt 300 này xem được cái gì không. Đèn thật. Toàn chiến đường thông kim đứng quay lốt 300 đi. À, đến giờ thì đánh. Chưa rồi. Trong thời gian chờ đợi tống kim bắt đầu thì anh em quay tiếp. À, mới ăn được nó 2 lần 5 sao không còn lại trả lại nó rồi anh em ạ. Không không có kéo xe bác Tín Huỳnh ấy. Sao vào này không cho kéo xe tống kim. Chỉ để đánh ác tay thôi. Nó có cho kéo xe đâu anh em. Nên tầm mà anh em chưa vào. Chuyến tống kim 9 giờ này, chuyến hay nhất đấy. Tí là anh em mới vào. À, còn 4 phút nữa rồi mà. Nhờ anh em xem những cái server nó cho kéo xe nhìn nó đông nó loạn mắt đi. Server này họ không cho kéo xe. Chuẩn rồi anh em ơi, chơi tống kim mà kéo xe chẳng còn thú vị gì hay. Chơi mình chơi không kéo xe nó mới sướng. Nên là kéo xe nhìn nó không còn cái gì nó hay hay nữa rồi, chán lắm rồi. Chuẩn rồi bạn ơi, một IP một ác có mấy sự kiện nó cho kéo xe nhưng mà là hình như là công thành à không biết cái gì nhỉ, tranh đoạt lãnh thổ này, chay boss không phải cái gì nhỉ, tiêu giao cốc này, quân doanh này, tranh đoạt lãnh thổ này, mấy một số sự kiện thì nó cho kéo xe, còn tống kim ấy, công thành chiến với mấy thứ nó không cho kéo xe anh em ơi. Hello hello khói nhá. Một số sự kiện nó cấm không cho kéo. Nguy rồi. Bảo tống kim mày quay cũng không ăn thua. Đây đang tống kim đây bác. Đấy.
đang trên trường thông tin thôi, chưa đánh thôi, hơn phút nữa mới bắt đầu đánh. Con ngựa đẹp thế, ngựa này mốc nó còn kém con ngựa này, nó kém con Đức Vân. Đức Vân này mốc 65 triệu, con ngựa này mốc có 35 triệu. Đánh này đánh đông kim á, tí quay tiếp. Có vũ khí tần năng bạn ơi, hiện tại tôi đang dùng tần năng 1 này. Cao nhất ở đây là vũ khí, có một vũ khí tần năng 3 rồi. Quên mất, không auto bật đánh. Mình giáo này. Tất nhiên vào đấu kim là anh em nào cũng chỉ biết đánh nhau đấu kim, và đấu kim mà không đánh nhau gọi gì đánh nhau. Úi rồi, cái đàn nó quầy vặt chết. Mấy con mà nhẫn nó thả con vườn kinh quá. Cái bác tôi cũng nói, tôi thấy cái bác tên này tên là số đỏ, nghe thì tên bác rất hay, nhưng mà sao bác còn bậy nhỉ. Em hỏi bác nhé, bây giờ game tải game về rồi, admin cho được dùng auto PK, bây giờ mình không dùng auto PK, mình đi bấm tay. Và bác là một người ví dụ đơn giản là vợ bác của bác bây giờ đi ra thái cho cách miếng thịt 1 cân, đúng không, lấy dao mà thái, bác tự nhiên lại bác đi cầm tay bác chặt, bác dây bác cấu từng miếng thịt một, bác có thấy buồn cười không, đúng không? Auto PK mình không dùng, tự nhiên mình lấy tay mình bấm từng skill một, có phải là dài không? Tôi chết cười với bác hay thật. Chắc là bác, em nghĩ là bác cũng hơn tuổi em ấy, nhưng mà không biết là cách suy nghĩ của bác như thế nào. Cái suy nghĩ của bác số đỏ này em thấy là nó hơi trẻ trâu tí, sống cách sống hơi trẻ trâu tí. Cảm ơn bác đã vào ủng hộ like của em nhé. Cái vàng này tầm bao nhiêu? Cái này nói chung là trước thì có mấy anh em người ta bán ác khí tôn từ 4 đến 5 triệu thôi, nhưng mà mấy này không thấy ai bán. Ôi cái băng rộng ngắn quá. Anh em nếu anh em có chơi thì đợi cuối tháng này có server mới đây. Anh em ta lập bang chiến. Vương Thủy á. Vương Thủy thì bây giờ Vương Thủy
Để tí tớ nghiên cứu thử con thiên vương trì thử xem. Cũng chưa đi đường thiên vương trì nhưng cũng không rõ. Nó xoáy cho mình luôn. Ờ bác ơi, bây giờ nó có auto PK rồi. Cái auto PK này là do admin họ tích hợp vào trong cái game này cho anh em mình luôn. Anh em mình chỉ phải tải game về có auto mình dùng thôi. Bây giờ trong game mà 100 ông dùng auto PK của admin mình lại không dùng, bấm tay thành dở hơi. Cấp 50 nhé bác Tín Huỳnh ơi. Ô, bản này nó y hệt bản 209 anh em ạ. Nếu mà anh em đã chơi hai bản 209 rồi thì anh em nhìn thế này là anh em biết nó vẫn y hệt bản 209 luôn. Nó khác một cái là trước anh em mình phải bỏ tiền ra anh em đi thuê. Nếu anh em nào đã chơi 209, còn anh em là chưa chơi 209 thì anh em này anh em bảo là không có auto thì anh em sai lầm rồi. 209 cái auto của anh em mình ấy là anh em mình phải bỏ tiền ra đi thuê hàng tháng. Mất tiền là anh em mình cũng dùng một cái auto đấy, chứ không phải là như thế là không có auto bấm vào tay. Còn nếu anh em nào mà chơi mà không dùng cái đấy là anh em cũng biết cái vấn đề auto và đi thuê rồi. Còn bây giờ là auto này admin họ tích hợp vào luôn trong game cho anh em mình luôn, anh em mình không cần phải là bỏ tiền đã đi mua, vẫn chơi bình thường. Mạng nát thế nhỉ, ai đâu nát mẹ rồi, bịp à. Bịp rồi. Ừ bạn ơi, bây giờ nó có auto mà trước em chơi là em đợt đấy em có tiền chơi, còn mấy ông trong quán nó cũng đi thuê auto về. Em là cái người em ngồi em chơi hộ mấy ông đấy mà em biết mà có auto PK mấy nhiều auto lắm, mình mất tiền thuê theo tháng nhiều quá nhiều bỏ cũng lăng luôn à. Máy chủ mất điện rồi, nghi máy chủ mất điện. Mất điện thật. Ảo thế nhỉ? Server đang bảo trì. Ảo thật đấy. Em đợi tí nhắn thằng Animin này cái. Thế là nó không đưa thì anh em mình phải mất thuê đấy. Vừa có cái bác số đỏ là bác của game này còn chơi auto mấy các kiểu, nên là em nghĩ cái bác số đỏ này bác chấp chơi kiếm thế. Chưa từ thời mà đang kiếm PK tay mới phê. Nói chung là cái này là thật sự anh em nhé, game bây giờ nó không giống như ngày xưa mà anh em mình chơi. Anh em có công nhận với em thấy không, ngày xưa anh em mình chơi kể là hầu như cái gì cũng mình cũng để mình chơi được. Ngày xưa không có auto mình cũng phải chơi, mà có auto thì có người biết có người chơi. Còn bây giờ là hầu như game nào cũng vậy, em nói thẳng căng anh em, tất cả cái game ở Việt Nam game nào cũng vậy. Quay vào lại game nào cũng thế, đều có auto hết mà. Rồi tiếp tục anh em ơi. Chưa biết thừa mấy ông like game này toàn chủ game luôn. Em lại làm cái quả bác số đỏ và quả kèo 1-10 luôn. Là nếu mà em là chủ game bác, anh em mình gặp trực tiếp nhau, em dẫn bác đến cái thằng chủ game luôn, gặp trực tiếp nhau. Cược 10 triệu ăn 100 triệu riêng bác số đỏ, cược 1 triệu ăn 10 triệu ăn 100 triệu.
Bác bỏ ra 10 triệu nếu mà em là livestream làm ở game này em chơi. Em mất bác 100 triệu cọc luôn, cho người trung gian cọc luôn. Đấy. Nhưng mà nếu mà em không phải chủ game này, em chỉ là thằng này quảng cáo thuê thì bác mất em 10 triệu. Đấy, bác có dám chơi không? Cảm ơn bác rất nhiều nhá. Nếu mà nếu 1 ăn 10 luôn, riêng bác số đỏ 1 ăn 10 luôn. Nói chung là game bây giờ ở Việt Nam mình hầu như có auto PK hết mà anh em. À, em mà có tiền em mở game thì ngon quá anh em ạ. Anh em có thấy trên fan girl của em không? Này em một ngày em mod ít em này 3k game. Này 3 loại game. Nhưng mà em mà mở ra được cái game này, anh em biết cái game này nó kiếm được bao nhiêu tiền ở server này không? Nó kiếm được mấy tỷ ở server này không? Sao em phải đi này 3 game, 3 cái loại game làm gì? Mệt ra một ngày 3k đấy, tính ra một ngày em này 3k đấy. Nói chung là tấm kim chỉ có tay dài thôi, chỉ tay dài đi lợi thế thôi, chứ còn đi con trên vương này không ăn thua. Nói chung là em cũng không muốn cãi nhau về vấn đề là auto hay không, như là vừa thấy bác số đỏ nói thế là em đang muốn vào cái quả kèo với bác số đỏ đi. Em cũng mong rằng em là chủ a chủ b chủ cái kim thế này. Em đang muốn làm cái quả game này, em đang muốn làm cái quả kèo với bác số đỏ là 1 ăn 10 luôn. Em mà làm được cái chủ game này thật sự anh em tật luôn, không phải chém anh em. Ô tô có đi nhà cao cửa rộng à, méo phải lên like luôn. Dạ dạ anh em biết một ngày em like 3k mệt vãi cả đái luôn đấy. Em mong là admin mẫu này, em chỉ mong admin kiếm thế này đấy cho em 50% cổ phần, à cái 10% cổ phần thôi, em thấy thích rồi. Rồi, chứ là bây giờ như em lúc đầu game em không cày xe đâu, để sau để em mới cày, cái xe sau này anh em mình mua cũng được mà, sau này anh em muốn có xe thì anh em bỏ ra tiền anh em đi đặt người khác cày cho cũng được mà. Đi con là đi con thiên vương là tay ngắn này đánh nó gì quá, tay ngắn này đánh nó lỗ quá. Ui rồi mày nhẹ bị ôi mà mẹ mà nhẫn lo phủ nhẫn kinh quá. Ôi ơi mẹ cha thằng à, hát dinh nó dã mình cái chết. Phi Phong 7 giờ bạn xin Phi Phong 7 đó, Phi Phong giờ có mấy trăm. Phi Phong 7 bây giờ có tầm khoảng 400-500 mà không đến. Nhưng mà cuối tháng này là có server mới này anh em này. Anh em nào có chơi server mới thì cuối tháng này chơi này. Server lạnh ở quần cũng lâu rồi. Nên là tầm này anh em vào thì hơi bị thọt. Chơi cũng được thôi nha anh em nếu có tiền anh em mua Akiton cũng ok. Chơi lại hỏi vào chơi trải nghiệm đi. Trải nghiệm tìm lại tuổi thơ là ngon, còn đâu đi đánh nhau thì nó hơi bị thọt, nó thọt nhiều quá. mà nhẫn nó khác mình, nó bản dã man luôn. Đơ luôn. Ăn dinh cái vàng rồng. Ôi không tài nào chạy được à, mình không biết có sợ bị sập không, nhưng mà sẽ cái web game này là được 4 năm rồi bạn ấy, server được mở được 5 server rồi. Mình không biết là có sập không. Còn rất nhiều anh em người ta đã vào vài trăm triệu này người ta còn không sợ sập chứ anh em lo gì. Gắn game này mở server thứ 5 chuẩn bị server thứ 6, 4 năm rồi. Ừ, server này 4 năm rồi em ơi, server này nó cũng đi tím trên bảng
bảng vàng kiếm thế này. Kiếm thế trên thế này nó có bốn kiếm thế là mở lâu năm nhất trên này. Này nó còn server bên này nó có cái thị trường của họ. Và cuối tháng này họ ra server mới luôn này. Tháng này có server mới của bên này. Rồi nó đồng quá. Kill nha, kill. Con kim như đánh như này mà không có cho kéo CI này là hay lắm rồi này. Không cho kéo xe mà đông được như này là quá sướng. Cái LT ưu tiên đánh hiểm mộc đi. Hiểm mộc bây giờ nó không còn. Có thằng nào chơi hiểm mộc đâu em. Giờ toàn thằng chơi, nhiều khi Minh Giáo nó không chơi hiểm mộc luôn đâu. Nó toàn chơi hệ kim thôi, hệ kim một hệ khác thôi. Này chọc cúi này chọc cứ được thằng nào. Chưa vì là gì mà hút máu kinh dị thật. Bên này thì họ mở được 4 năm rồi, thấy em thấy chơi thì nó là bình thường bên này ấy. Trước bên video game phải vài tỷ nên vô xong, nhưng mà bên này thì nó không như video game, nó giảm rất nhiều và quan trọng là cách anh em mình chơi nữa. 28 này mở em ơi, 28 này test alpha test không? Chắc là mới thì anh có nhận làm nạp cái nguyên bảo cho anh em ấy. Được anh em nạp qua mạnh sẽ được phần trăm cao hơn của admin. Anh em nào có chơi và có làm thì mạnh sẽ làm cho anh em nhé, gọi là kiếm thêm tí tiền mua sữa cho cháu. Rồi có làm đại lý ở bên này, cái vào này mình mới làm ấy. Cái vào này mình mới xem từ xe vào đầu tiên của họ ấy, có thấy cách làm việc mọi thứ là rất ok. Xe vào mới mở ra thì mẹ làm đại lý cho bên này luôn, đặt cọc tiền làm đại lý bên này luôn. Mấy thằng nó đứng cái băng dầu, nó kiểu nó đứng ngoánh cho mình cái chết luôn. Chưa kịp làm gì. Vâng, nói em thầy em không muốn cãi nhau với bác sô đỏ nữa. Nếu mà bác có theo dõi em trên này thì bác biết em một ngày em làm mấy ca. Là em không có thời gian gì cãi nhau với bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Giờ đã vào like của em ạ. Em thì chỉ là gọi cái thằng làm thuê, nó toàn ca là thằng làm thuê quảng cáo thôi. Chứ em lấy đâu tiền em mở game này ra đâu mày. Còn đâu này em cũng không rảnh em ngồi cãi nhau với bác. Cảm ơn bác rất nhiều nhé. Em muốn chơi lại mà không biết từ đâu ra, không biết một ác Tiềm Long hay Chí Tôn mất khoảng bao nhiêu anh. Tiềm Long Chí Tôn á, Tiềm Long Chí Tôn mất chắc là chưa đến Tiềm Long chắc là tầm khoảng chục triệu một tí, tùy cách chơi. Có người chơi hoặc họ mất 5-6 triệu họ đã lên được Tiềm Long rồi. Nhưng quan trọng cách chơi của anh em mình, cách anh em mình biết lâu rồi. Đó là anh em mình không biết nhiều lắm thì nó mất nhiều hơn. Có được tính vào mức là bác Tín Hình ơi. Là có em được tính vào mức là như bình thường này. Cái là em đọc cọc ở bên này tiền thì em nạp là lấy phần trăm để thêm tí tiền là ngồi mình live stream nữa thôi. Vừa live mình nạp thêm cái đại lý nữa thôi. Tức là có em mình mốc lạp anh em vẫn tính được vào mốc. Thứ hai là anh em được hơn phần trăm của chỗ admin.
Server này thì em không làm, server trước á, server này em không làm, cái server mới cơ. Server mới tới đây cuối tháng này em phải làm. Xem là mình có duyên với cái nghề kinh doanh không. Bên họ nhiều con khác, khác là thiên vương mình quá, đánh mình căng quá, nó dã được thằng nào. Mấy hôm trước còn nó không con nào khác mấy, đánh con này vèo 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 là mấy chục mạng. Vừa gà 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 bác số đỏ đấy. Gà bác số đỏ làm quả kèo bác không dám làm đâu. 1x10 không làm này, ngon ngon. Bỏ ra 10 triệu thôi. Ôi lại bị lag này. Bỏ ra 10 triệu thôi. Được hẳn 100 triệu nếu mà bác cái chắc chắn là mình là admin được 100 triệu mà không chơi. Bên cạnh thì vương thương quan trọng nhất là cái bất tử. Ông đại có bất tử hãy lao vào vô đánh nó lên bất tử rồi thì chạy đợi hồi bất tử lại lao vào vô mới giữ được mạng. Skin bất tử nó hiện lên trên thanh trên cùng bên phải đó. À ok bạn ơi, để tí tôi xem này. Về thiên vương là mình cũng thấy, cứ thấy người cái này mình lao vào mình chọc 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 luôn. Nè cha nó nói gì hôm nay nó bảo trì hơi nhiều. Cay thật ý. Sao rồi? Chưa thấy gì? Lại không mở nữa à? Biết tống chưa ai vào sao ấy? Lại bị lag, lại tiếp tục ảo thật đấy, có gì sai sai. Thi thoảng nó kiểu nó bị như này anh em.
Mai Bảo Trì. Nhiên đáng đánh tôi kim hay. Hay cái giống giống lác lác này mà vào 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 quay sò là ngon đấy, lại dính nhỉ, cay thế nhỉ, mẹ vào một tí nó lại rụng anh em ạ. Nhà mấy thằng Ami đèn đi ngủ hay sao nhỉ? Đại quân chiến tranh vẫn chưa xuất phát, hãy tiếp tục chờ đợi thông báo nha. Rồi vào 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 rồi anh em ơi. Ui oánh tiếng nước à, mình
đâu này, có phải ma nhẫn đâu không? Ma nhẫn này là kỹ nhất. À, minh giáo là ông minh giáo cả vòng 6.000 luôn mà. hết máu. Dình này chơi cái ba ngày. Rõ ràng nó là bao cát mà. Tống Kim và Thiên Vương nó là bao cát đấy mà. Này là cái bút này đây đúng không, là bút hóa giải đây. Em đang gom tinh thần lực để em chế cái vũ khí con kiếm đấy, để mới chuyển sang chiến nhẫn để chơi một con minh giáo phái chính của chiến nhẫn phái này. Ôi giời, đập quá. Okay, quên mất không mua máu cứ lao ra. Oh.
kêu 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 không thành công. Nhìn cái rồng nó xấu nhỉ. nhìn cái này mình tưởng con giun ấy. Skin mình đọc kiếm ấy, mình đọc kiếm bình thường. Nếu mà để đẹp ấy, đẹp thì những cái con nhìn có mấy con gì nhỉ? Cái nhẹ thôi. Cái băng bổng, đúng rồi, cái băng bổng đánh skin đẹp hết đi luôn. À, dình cho mình đúng một rồng. Đúng vô sòng nó khác. Top 3 đâu? Top 3 báo cát bạn ơi. Lấy gì top 3 ra. Đánh lên cái đứng đơ luôn. Từ dưới lên cũng không được ý. Từ dưới lên cũng không phải là top 3. Nó lang lang ở lưng chừng. Hello tất cả anh em nhá, buổi tối tốt lành may mắn nha anh em ơi. Mình đổi sang xét hỏa mình chơi nhỉ. Xét
xét hỏa và chơi chậm. Con xét xét hỏa này lại không có vũ khí. Thôi, xét hỏa mình không có vũ khí hỏa. Mình đã dùng vũ khí kiếm nhỉ. Khỏe mà mai khả năng chim mình giao kiếm mấy cái con tầm xa đánh nó nhà đánh con thiên vương này là đi tông kim tù á. Cài trên. Ôi, xin phép anh em, hôm nay mạnh xin phép anh em nghỉ sớm hôm nhá, này người mệt quá. Lên live anh em ngủ anh em 2 tiếng ấy. Ôi, hẹn anh em vào sáng mai nha anh em nhá. Này người mệt hơi bị mệt. Hẹn anh em vào sáng mai nha anh em ơi. Chào.